Hôm nay nhóm mình sẽ giới thiệu đến các bạn một trang web miễn phí nhưng đảm bảo các dạng bài tập cần thiết cho các bạn trong quá trình học tiếng Anh. Trang web đó là myenglishpay.com. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng trang web. Đầu tiên các bạn mở một trình duyệt web bất kỳ. Tiếp theo mình gõ tên trang web và ô địa chỉ. Tên trang web của chúng ta là myenglishpay.com. Và mình gõ tiếp enter. Giao diện chính của trang web sẽ hiện ra. Các bạn chú ý góc bên trái phần Study Bay là phần dành cho người học tiếng Anh trau dồi các kỹ năng cần thiết. Phần Grammar dành cho các bạn muốn ôn luyện ngữ pháp. Phần Speaking với các tình huống giao tiếp hàng ngày và các tình huống giao tiếp theo chủ đề phù hợp với các bạn muốn luyện nói. Phần Vocabulary cho bạn nào muốn tăng thêm vốn từ vựng. Phần Reading cho những bạn muốn rèn luyện kỹ năng đọc hiểu. Phần listening với các bài hát và các bài giao tiếp để các bạn nâng cao kỹ năng nghe. Phần writing với những lời khuyên hữu ích dành cho những bạn muốn nâng cao kỹ năng viết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần grammar. Phần grammar gồm gần như đầy đủ các điểm ngữ pháp được sử dụng trong tiếng Anh, được trình bày theo bảng, rất thuận tiện và dễ dàng cho các bạn tra cứu. Muốn học điểm ngữ pháp nào, bạn chỉ cần chọn điểm ngữ pháp đó. Mọi điểm ngữ pháp đều được trình bày rõ ràng chi tiết với phần định nghĩa. Ví dụ, những lưu ý cần thiết khi sử dụng và đính kèm là một bài tập để các bạn kiểm tra trình độ hiểu của mình sau khi đã học xong phần lý thuyết. Bây giờ chúng ta cùng làm một bài tập. Để làm bài tập này, bạn không cần phải gõ câu trả lời mà chỉ cần nhấn chuột vào phần tự chọn, di chuyển chuột đến câu trả lời mà bạn cho là đúng và nhấn chuột trái. Tiếp tục như vậy cho đến khi hoàn thành. Sau khi đã làm xong, bạn muốn kiểm tra câu trả lời của mình thì nhấn vào nút Check Answers. Bạn cũng có thể làm lại lần nữa khi nhấn vào nút Try Again. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần Vocabulary. Phần Vocabulary gồm các từ vựng được sắp xếp theo chủ đề. Muốn học từ vựng ở chủ đề nào, bạn chỉ cần nhấn chọn chủ đề đó. Các từ vựng đều được minh họa bằng hình ảnh rất sinh động, dễ dàng để các bạn ghi nhớ từ. Ở cuối phần từ vựng có phần bài tập để các bạn củng cố. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một bài tập nữa nhé. Cách làm bài tập này cũng giống như bài tập trước. Các bạn chọn câu trả lời trong phần tự chọn. Và kiểm tra đáp án của mình bằng cách nhấn vào Check Answer. Được tích hợp từ điển sẽ rất hữu ích cho các bạn khi muốn tra những từ bạn chưa biết hoặc bạn chưa hiểu rõ. Để tra từ, bạn chỉ cần gõ vào ô tìm kiếm
cho rắn nước sạch. Cambridge Dictionary Online cung cấp rất nhiều nghĩa vương từ cho các bạn có thể lựa chọn. Ngoài ra, trang web cũng có rất nhiều phần thú vị mà các bạn có thể ghé qua khi có thời gian. Chúng mình vừa giới thiệu đến các bạn trang web myhexmay.com. Hy vọng trang web này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Anh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.